các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Trở về tuổi thơ với Uma trộn mắm cái. Phải mấy năm rồi, tôi mới có thể tranh thủ thời gian chở má về quê thắp nhang cho ngoại. Bên ngõ, căn nhà cũ của ngoại có một cái cây như lạ, như quen. Tôi tò mò hỏi má. Khi nghe câu trả lời, liền nhận ra bấy lâu nay mình đã lỡ lãng quên nhiều điều. Cây Uma mà con không nhớ hả? Lúc nhỏ, con ăn hoài mà. Chừng 25 năm trước, bên hè nhà tôi có một cây Uma cào lớn trĩu trái, vòm lá xanh ung, tỏa bóng mát một góc vườn. Sau này lớn lên, tôi mới biết cây Uma hay Oma chính là cây Lê Kima trong bài hát ngày xưa mình từng nghêu ngao. Mùa hoa Lê Kima nở, ở quê ta miền đất đỏ. Hồi đó, cây Uma xuất hiện khắp làng quê, trước ngõ, sau vườn, dọc đường làng. Trái Uma chín, nước vỏ rụng đầy. Trái vỏ làm đôi hoặc dập nát, hạt văng ra ngoài, lại nảy mầm. Cắm rễ vào đất, mọc lên cây mới. Cây không cần ai chăm sóc hay tưới nước, hút nhựa sống từ đất, đón nắng mưa của trời, cứ vậy mà lớn. Từng có quãng đời gắn bó, mà nay tôi vô tình quên mất hình dáng của vòm lá Uma đã che mát khoảng trời tuổi thơ. Thế nhưng, hương vị trái Uma chín vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Cây Uma cho trái quanh năm, chín rộ nhất vào mùa hè. Trái Uma có loại tròn như bú sữa, có loại hình trái tim hoặc thuôn dài, nhọn ở phía cuối. Lớp vỏ bên ngoài khá mỏng và bóng loáng. Khi chín, dễ bị nứt ra, mùi thơm ngát tỏa khắp vườn. Trái Uma chín, màu vàng ươm, dày thịt, tơi bở. Phải từ từ nhấm nháp để cảm nhận được hương vị. Trái Uma bùi bùi, béo ngậy, ngọt hệt như lòng đỏ trứng luộc chấm đường. Chính lẽ đó mà có vùng gọi cây Lê Kima là cây trứng gà. Bà tôi thường dặn, ăn nhiều trái Uma dễ bị đầy bụng, khó tiêu, chỉ nên ăn chơi cho vui. Thời trước còn nghèo, có nhà phải ăn trái Uma thay cơm. Mấy đứa trẻ con đói quá, nuốt ngấu nghiến, thường bị mắc nghẹn. Người nhà quê thường mày mò tìm cách chế biến đủ món từ rau trái trong vườn. Thuở đó, Uma trộn là món ăn tuổi thơ của biết bao người con xứ Quảng. Phải chọn trái Uma hườm hườm, phần thịt còn cứng, không bị mềm bở. Đầu tiên, rửa sạch và gọt vỏ ngoài, thái mỏng trái Uma, ngâm sơ trong nước muối loãng để hết mủ và giảm vị chát. Đám con nít túm tụm lại, vườn nhà ai có gì thì góp nấy, tìm hái mớ khóm mít chát chát, thêm rổ khế chua hoặc trái đu đủ, có khi là xoài xanh, đôi lúc là cả trái vả. Tất cả đều được cắt lát mỏng, riêng đu đủ thì có thể bào thành sợi. Phần rau trộn kèm gồm các loại có sẵn ngoài vườn như ngò rí, ngò gai, rau thơm, diếp cá. Tiếp theo, ta làm nước trộn từ mắm cái cá cơm, cho ớt và đường vào cối rồi giã. Đây là bí quyết của người xứ Quảng khi làm nước chấm hoặc nước trộn. Ớt giã cùng đường sẽ tạo thành hỗn hợp sệt sệt, vị cay hòa quyện vị ngọt, món mắm sẽ sánh ngon hơn. Nhất định là phải thêm nhiều ớt bột, mắm càng cay thì món ăn càng hấp dẫn. Vắt một ít chanh vào chén mắm cái, thêm một ít dầu phụng, phi hành thơm. Sau đó rưới lên các nguyên liệu và trộn đều. Uma trộn khóm với mít, đậm đà, vị mắm ớt mặn mặn cay cay, xen lẫn chút ngọt chua nhẹ. Và dường như vị chát đã bay biến đâu mất. Bẻ miếng bánh tráng nướng, xúc Uma trộn cho vào miệng nhai rộp rộp, vừa ăn vừa hít hà. Đôi lúc chảy nước mắt nước mũi vì cay xé miệng, mà vẫn cứ khoái, ăn hoài không ngưng được. Đối với đám trẻ con ngày đó, đâu cần chi mỹ vị cao sang. Đôi khi rau trái trong vườn đã là món quà tuyệt vời nhất. Chúng tôi xúm lại ăn Uma trộn, nói cà kê dê ngỗng suốt những buổi chiều ấu thơ. Dân dã và giản dị thế thôi, mà hạnh phúc lạ lùng.